Hôm nay mình thăm Bãi Sóc nha các bạn. Bãi Sóc đặt cây seri, seri nhà mình ha. Seri trái nhiều lắm, mình sóc nó lại nha các bạn. Ồ, dính rồi các bạn ơi, dính rồi. Wow, một con sóc bông các bạn. Sóc bông to lắm. Sóc bông này to nha các bạn. Ủa, con này đẹp lắm. Chúng ta nếu mà chắc phải làm lòng nuôi thôi các bạn ơi. Sóc này đẹp lắm. Wow. Mình bắt cái cây các bạn, cột cái lòng vô. Wow. Ôi, con sóc bông các bạn ơi. Con này mình phải làm cái lòng mình nuôi nữa thôi. Đẹp quá đẹp. Con này chắc nửa ký các bạn. To lắm. Để mình gỡ xuống cho các bạn coi ha. Đây các bạn coi nè, mình cột vô cái cây các bạn, mình cột vô cái cây mà mình để lên. Wow, một con sóc bông các bạn ơi, đẹp lắm. Wow, con này nuôi thì khỏi chê rồi các bạn. Wow, cái đuôi này nó xù lên đẹp lắm các bạn ơi. Nhiều lắm mạng nó lên, nó ăn cái cây lên ăn cái cây sari á. Wow, đẹp quá. Con này chắc nửa ký các bạn, bự lắm. Rồi sóc bông nha. Thôi chào các bạn nha, mình chắc mình phải đi làm cái lồng, mua cái lồng gì mình nuôi nữa thôi. Mua cái lồng mình chắc chứ làm biết nào. Một cái lồng mình thả con này hình như con cái các bạn ơi, con cái.